Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh da lợn dưới cách pha bột mới Thì cái công thức này á, bánh mình để 24 tiếng vẫn mềm, dẻo, rất là ngon luôn Nếu mà mình cất vào trong tủ lạnh thì bột bánh vẫn không có bị cứng Nguyên liệu và cách làm thì vô cùng đơn giản Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh da lợn này với Diễm nha Một trong những nguyên nhân mà bánh để nguội hay bị cứng hoặc là cất tủ lạnh cũng bị cứng đó chính là cái lượng đậu xanh ở trong bánh nhiều Đồng thời mình sử dụng bột gạo hay là bột nếp đó Thì Diễm cũng làm lại công thức Nếu là không có đậu xanh đó, thì thay Diễm thấy không có ngon, nó thiếu đi cái độ bùi Vì vậy Diễm bớt lại lượng đậu xanh Mình sẽ cần là 50g đậu xanh thôi Mình do rửa cho thật là sạch nha sau đó mình sẽ đông vào 200ml nước và mình thêm 1 phần 8 muỗng cà phê muối giúp cho cái phần bột đậu xanh này nó đậm đà hơn Bắt nồi đậu xanh lên bếp á, mình sẽ để cái lửa lớn và mình nấu cho nước nó sôi Khi mà nước sôi á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình và mình hớt bọt cho sạch nha Khi mà hớt bọt sạch rồi thì mình vẫn tiếp tục để lửa trung bình như vậy Cho nước á, nó rút vào đậu, nó còn xăm sắp mặt đậu Như vậy thì mình không cần phải ngâm đậu xanh mất thời gian ha khi mà mình thấy nước đã rút lại như vậy nè Thì mình đậy nắp nồi lại Và mình hạ xuống cái lửa nhỏ Mình nấu đậu này trong vòng 10 phút ha Lượng đậu này ít nên mình không cần phải nấu lâu 10 phút thì đậu nó đã chín mềm ngon rồi Sau khi nấu xong á, thì Diễm thấy mình đừng có nên làm liền Tại vì đậu nó bị dính ở dưới cái đế nồi đó Mình nên để cho nó nguội khoảng 10 phút á, Rồi mình hãy bắt tay vào mình làm bánh đây là nồi đậu Diễm để nguội được 10 phút Mình xem đậu nấu nó đã mềm, nó nở và nó khô ráo như vậy Thì Diễm cân lại được là 130 gram nha Diễm cân tại vì nếu mà mình nấu nhão hơn có thể làm cái bánh của mình bị nhão đó Diễm cho vào 110 gram đường cát Mình nên dùng đường cát cho dễ tan Về nước cốt dừa thì Diễm sử dụng hiệu này Diễm dùng coconut milk ha Nếu muốn béo hơn thì mình sử dụng coconut cream Diễm đông vào đây 350ml Bột năng á, là cái loại bột chủ yếu để mà mình làm bánh da lợn Thì cái đây là cái gói bột năng nhiễm dùng nè Hiệu của Thái Lan, mình dùng hiệu khác vẫn được nha Mình sẽ cân ra 70 gram Để giúp cho bánh để lâu vẫn mềm nè, cất vào trong tủ lạnh bột không bị cứng Thì mình sẽ dùng bột mì chứ không dùng bột gạo hay là bột nếp nha Thì lượng bột mì á, mình cần ở cái bột đậu xanh này á, là 10 gram Mình sử dụng bột mì đa dụng ha Còn ở Việt Nam á, mình có thể sử dụng bột mì số 11 mình mang hỗn hợp bột này mình xay cho thật là nhuyễn nha dùng cối xay sinh tố xay vẫn được sau khi xay xong á để đảm bảo hơn á mình rây lại bột phần bột và đậu xanh á nếu mà nó bị vón cục hoặc là nó chưa có tan hẳn á thì mình sẽ tán ra cho nó thật là đều nha tại vì á, nếu mà mình không làm đúng á, có thể thiếu bột thì khi mà mình hấp xong bánh nó dễ bị nhão Dính cho thêm một muỗng cà phê tinh chất vani và mình khuấy hỗn hợp lên cho thật là đều để sang một bên bây giờ mình đi chuẩn bị hỗn hợp bột lá dứa Diễm có bốn cái lá dứa mình rửa cho thật là sạch thì bốn cái lá này nó cũng to đó Diễm cân là 25 gram mình cắt ra nhỏ và mình đông vào đây 310 ml nước lạnh ha nước lạnh tức là nước mát nó không có nóng nha tại nóng dễ làm lá dứa nó bị đắng và mình mang cái lá dứa này mình xay cho thật là nhuyễn sau đó mình đổ ra đây và mình lọc lấy cái phần nước cốt lá dứa. Nếu mà mình không có lá dứa thì mình có thể sử dụng tinh chất lá dứa, nhưng mà Diễm thấy mình dùng những cái nguyên liệu tự nhiên như vậy thì cái bánh đó nó thơm ngon hơn rất là nhiều. Mình cũng cân ra 135g bột năng nha. Thì cái lượng là nhiêu đây. Nếu mà đo bằng cup thì nhiều khi Diễm thấy nó không có chính xác. Vì vậy nếu làm bánh thì mình nên có cái cân ha. Và mình cũng cho thêm 15g bột mì đa dụng. 100g đường cát, 1/8 muỗng cà phê muối và mình đông ra đây 300ml nước lá dứa ha và cái lượng nước cốt dừa hồi nãy còn lại là 50ml đó mình cho vào luôn. Vì mình hấp bánh lâu á, vì vậy mình nên có thêm tí xíu tinh chất lá dứa này nó vừa giữ màu và cũng tăng thêm cái mùi thơm cho bánh. Nếu không có thì mình không cần cho ha. Còn nếu mà mình chỉ sử dụng cái tinh chất lá dứa này thôi thì Diễm thấy mình nên cho thêm tí xíu màu vàng vào Thì khi mà cái bánh mình hấp xong cái màu nó nhìn sẽ tự nhiên hơn Tùy cái tinh chất lá dứa mà mình dùng thì cái loại này là loại đặc Vì vậy Diễm chỉ cho 1 phần 3 muỗng cà phê thôi cho vào thì mình cũng khuấy thật là đều luôn Sau đó để cẩn thận hơn á, mình rây lại cái bột này Nếu mà mình thấy phần bột nó còn vốn cục quá thì mình cũng tán ra cho thật là đều nha sau khi rây xong á, thì mình cũng tiếp tục mình khuấy bột thêm một chiều khoảng một phút ha như vậy giúp cho bột nó hòa đều với nhau tại trong đây mình có sử dụng bột mì đó và mình để cho bột nghỉ 30 phút nha hai cái hỗn hợp bột này luôn bây giờ diễm đi giới thiệu khuôn về khuôn á, thì diễm sử dụng khuôn tròn có cái đường kính là 18 cm diễm thấy mình nên dùng khuôn silicon á, thì cái lúc mình lấy bánh ra rất là dễ để cho những cái lớp bánh nó đều với nhau thì Diễm sử dụng cái đồ đông này có dung tích là 100ml Bắt một cái nồi nước to lên bếp ha và mình cho cái sửng hấp lên trên Cái sửng hấp tre này thì mình nên để cho nó thật là ngay ngắn thì những cái lớp bánh nó sẽ đều đẹp Diễm để cái khuôn vào luôn và bây giờ mình nấu cho nước sôi ha sẵn mình làm nóng khuôn luôn nếu mà mình sử dụng khuôn nhôm thì mình nên lót tờ giấy ở dưới hoặc là thoa dầu khi mà nước sôi rồi thì mình bắt đầu mình đổ bánh nha Đầu tiên mình sẽ đổ cái lớp bột đậu xanh trước Mình luôn nhớ là khuấy bột thật là đều trước khi mình đổ bánh ha Thì cái lượng bột đậu xanh đầu tiên này á, mình sẽ đổ là 120ml nha khi cho vào khuôn á, nếu mà bột nó không có chạy đều ra thì mình nghiêng khuôn miễn sao cho nó trải đều hết cái đáy khuôn là được đậy nắp lại và mình hấp ở lửa trung bình trong vòng 5 phút ha cũng tùy cái sửng hấp của mình á cái sửng hấp tre này thì diễm canh chính xác là 5 phút luôn sau 5 phút á, thì cái lớp bột đậu xanh này nó đã chín gần như là 90 phần trăm luôn mình tiếp tục mình đổ cái lớp bột lá dứa lên trên và luôn nhớ khuấy thật là đều nha thì cái lượng bột lá dứa này mình sẽ đổ là 100 ml và lớp bột lá dứa này á mình cũng hấp ở cái lửa trung bình luôn trong khoảng thời gian là 5 phút để cho nó cũng chín gần như là 90%. Khi hấp thì mình luôn nhớ là giữ cho nước nó sôi và có cái hơi nước tỏa đều tức là cái khuôn nó không có quá to so với cái sửng. Sau 5 phút thì mình tiếp tục mình đổ cái lớp bột đậu xanh thứ hai thì lần này mình chỉ đổ 100ml thôi nha và mình cũng đậy nắp lại. Mình hấp ở cái lửa trung bình luôn, thời gian lúc này là 4 phút thôi sau 4 phút thì mình lại tiếp tục mình đổ cái lớp bột lá dứa thứ hai cũng là 100 ml và bắt đầu từ lúc này á mình cứ đổ xen kẽ ha mỗi lớp là 100 ml và trong vòng 4 phút dưới cái lượng bột này thì mình sẽ đổ được 5 lớp đậu xanh và 5 lớp bột lá dứa cái lớp cuối cùng sẽ là lớp bột lá dứa nha mình cho hết vào luôn và lần này á, mình sẽ hấp 15 phút cho bánh nó chín hoàn toàn nếu mà cái xửng mình nó nhỏ đó thì mình nên kiểm tra nước á lưu ý là lúc nào nước cũng đủ để cái hơi nước đủ thì bánh nó mới chín ngon và nếu mà cái sửng hấp mình nó bị động nước nhiều thì mình nên lót khăn trên cái nắp nha sau 15 phút thì bánh đã chín hoàn toàn rồi mình nhắc khỏi bếp và mình để cho bánh nó nguội dưới công thức bánh này thì Diễm có lưu ý là mình phải để cho bánh nó thiệt là nguội Ít nhất là phải 5 tiếng đồng hồ Nếu mà mình muốn ăn liền thì mình sẽ ngâm vào trong cái thao nước lạnh thiệt lạnh Để qua đêm thì Diễm thấy ngon nhất Công thức bánh này rất phù hợp cho những khi mà nhà mình có tiệc mình cần làm bánh trước Hoặc là bạn nào muốn làm để kinh doanh Bánh đây là Diễm để được sau 8 tiếng nè và khi bánh nguội đó Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm đậy lên trên như vậy tránh cho mặt bánh nó bị khô khi lấy ra thì mình sẽ lấy cái thành của cái bánh ra đó mình hé như vậy mình thấy nó tróc khỏi cái khuôn á thì mình lấy ra rất là dễ dàng đây là bánh mà Diễm sử dụng lá dứa tươi để Diễm làm còn nếu mà mình không có lá dứa tươi á, thì mình có thể sử dụng tinh chất lá dứa nhưng mà không thể nào so sánh với bánh mình dùng lá dứa tươi được nha đây là bánh mà mình dùng lá dứa tươi nè Còn cái bánh kế bên đó thì mình dùng tinh chất lá dứa Thì nếu mà tinh chất lá dứa như cái hũ mà Diễm có quay hồi nãy Thì mình nên cho thêm tí xíu màu vàng vào Thì lúc mà bánh chín á, mình thấy cái màu nó nhìn tự nhiên hơn Bánh da lợn khi mà mình hấp nó chín kỹ ha Thì lúc mà mình cắt á, nó không có bị dính dao nhiều Và mình cầm lên á, cái bánh nó khô ráo Những cái lớp bánh á, mình có thể tách nó ra được luôn để Diễm quay gần miếng bánh cho mình xem mình thấy bột rất là bóng mướt ha Diễm đã thử công thức không dùng đậu xanh thì Diễm thấy nó thiếu đi cái độ bùi vì vậy á, mình cũng cho đậu xanh nhưng mà mình đừng có nên cho nhiều á, thì cái bánh nó vừa có cái độ bùi mà nó cũng không bị cứng khi mà để nguội rất là ngon luôn Diễm mang nửa cái bánh này cất vào trong tủ lạnh để mình xem ha đây là nửa cái bánh để trong tủ lạnh được 12 tiếng nè Mình nên bọc kính bằng màng bọc thực phẩm ha Bánh vẫn còn rất là mềm luôn Khi mà mình cầm lên á, thì mình cảm nhận mình thấy bột nó sẽ chắc hơn Nhưng mà nó không hề bị cứng Tại vì trong bột có nước cốt dừa đó Thì cái màu nó không còn được trong như là mình bảo quản ở nhiệt độ phòng Bánh da lợn á, để bảo quản được lâu hơn á, thì mình cất vào trong tủ đông đá Khi ăn á, thì mình hâm bánh nóng lại sẽ ngon Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh da lợn nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn một là gửi tin nhắn cho diễm diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều hẹn gặp lại trong những video tiếp theo chào tạm biệt